Mọi người thường biết rằng muốn xương chắc khỏe cao lớn thì bổ sung canxi, nhưng ít người biết đến hai yếu tố quan trọng quyết định đến việc canxi có được hấp thu vào xương hay không, đó là vitamin D3 và vitamin K2. Vitamin D3 và vitamin K2, bí quyết tăng chiều cao tối đa ở trẻ. Vậy vitamin D3 và vitamin K2 là gì? Vitamin D3, vitamin D được biết đến như một liệu pháp tối ưu cho trẻ còi xương, suy dinh dưỡng. Vitamin D là một nhóm gồm vitamin D2 đến vitamin D3, trong đó hai chất có hoạt tính mạnh nhất là vitamin D2 và vitamin D3. Trong đó vitamin D3 được tổng hợp ở các tế bào da nhờ ánh sáng từ ngoại, nếu được tiếp xúc đủ với ánh sáng mặt trời thì lượng vitamin D3 tạo ra đủ cho nhu cầu vitamin D của cơ thể. Nếu lượng vitamin D3 từ ánh sáng mặt trời đưa vào cơ thể không sử dụng hết, sẽ tích tụ dưới da cho cơ thể dùng dần. Vitamin K2 hay MK7. Vitamin MK7 là vitamin K2 duy nhất có nguồn gốc từ tự nhiên. Trong nhóm vitamin K2, bên cạnh vitamin MK7 còn có vitamin MK4. Điểm khác thứ nhất là vitamin MK4 có nguồn gốc tổng hợp, còn vitamin MK7 là nguồn gốc tự nhiên. Điểm khác thứ hai là thời gian bán hủy của vitamin MK4 là 3 đến 4 giờ, trong khi đó MK7 là 72 giờ. Điều này có nghĩa là MK4 chỉ tồn tại trong máu khoảng 3 đến 4 giờ để phát huy tác dụng, nên mỗi ngày phải uống 4 lần mới đủ, trong khi MK7 sẽ là 3 ngày mới uống 1 lần. Vitamin D3 và vitamin K2 là hai chất dẫn truyền giúp hấp thu canxi tối đa. Vai trò của vitamin D3, khi canxi đưa vào cơ thể, được hấp thu chủ yếu ở ruột non. Tại đây, vitamin D3 gắn vào canxi, giúp đưa canxi qua thành ruột và đi vào hệ tuần hoàn chung một cách nhanh chóng. Nếu không có vitamin D3 thì canxi có thể lắng đọng tại ruột non, thậm chí gây suy thận, vôi hóa ruột non. Đến đây có thể khẳng định vitamin D3 có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa canxi và phốt phát. Nó làm tăng hấp thu canxi và phốt phát ở ruột, tăng tái hấp thu canxi ở thận, tham gia vào quá trình canxi hóa sụn tăng trưởng. Do vậy, vai trò của nó rất quan trọng cho sự phát triển bình thường của trẻ em. Bên cạnh đó, nó có vai trò điều hòa nồng độ canxi trong máu. Khi thiếu vitamin D, ruột không hấp thu đủ canxi và phốt pho, làm canxi máu giảm. Khi đó, canxi huy động từ xương ra để ổn định nồng độ canxi trong máu, nên gây hậu quả trẻ chậm lớn, còi xương, chậm biết đi, chân vòng kiềng, vân vân. Người lớn thì sẽ bị loãng xương, thưa xương, xương dễ gãy. Vai trò của vitamin K2 giúp chuyển hóa tối đa canxi từ máu vào xương. 99% canxi trong cơ thể nằm ở xương và răng, chỉ có 1% nằm trong máu và các cơ quan khác. Điều này cho thấy khi bổ sung cho cơ thể thì canxi phải được hấp thu, vận chuyển vào tận xương mới phát huy được tác dụng tối đa. Trong khi đó, canxi bổ sung qua đường uống, nếu không có vitamin D và vitamin MK7 thì chỉ có 10% trong đó tới được xương. Nếu có thêm vitamin D thì con số đó sẽ là 40%, trong khi nếu có đủ canxi, vitamin D và MK7 thì canxi sẽ được hấp thu vận chuyển tối đa vào tận xương. MK7 được ví như người lái xe chở canxi từ máu vào tận xương. Khi xương có đủ canxi thì xương sẽ luôn chắc khỏe, giúp trẻ nhỏ cao lớn hơn, đạt chiều cao tối đa. Còn người lớn thì sẽ khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh về xương như thoái hóa xương, thiếu xương hay loãng xương. MK7 còn giúp lấy canxi ở chỗ thừa, thậm chí là chỗ nguy hiểm để đưa đến chỗ cần. Chỗ cần là xương và răng, chỗ thừa và chỗ nguy hiểm ở đây là trong dòng máu, thành mạch máu và các mô mềm. Bởi nếu thừa canxi ở những nơi này sẽ gây nguy hiểm như xơ vữa động mạch, vôi hóa cơ tim, tạo nếp nhăn da. Chúng ta đều biết các mảng xơ vữa trong động mạch là do các hạt mỡ thừa, cholesterol và chủ yếu là triglycerid liên kết với canxi tạo thành và bám vào thành động mạch gây bệnh xơ vữa động mạch, rất nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi, bởi các mảng xơ vữa động mạch nguyên nhân gây nên bệnh cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, nặng nhất là tử vong. MK7 còn giúp tăng sinh collagen. Khi xương có đủ collagen sẽ luôn dẻo dai, có sức bền và khả năng chống chịu tốt, giúp xương có chất lượng tốt, nhờ đó sẽ giúp nâng cao thể lực, dẻo dai cho trẻ em và người trưởng thành, tăng sức bền và sức chịu va đập, giảm chấn thương trong các vận động mạnh, giảm gãy xương ở người cao tuổi. Collagen cũng giúp giảm thoái hóa xương khớp và giảm nếp nhăn trên da. Vitamin D3 và MK7 cần thiết cho sự phát triển chiều cao ở trẻ. Vitamin D3 và K2 hay MK7 là hai chất dẫn truyền có tính quyết định đến việc hấp thu canxi vào xương. Chính vì thế khi bổ sung canxi cho con, các mẹ nên nhớ lựa chọn các canxi có nguồn gốc từ sữa dễ hấp thu tối đa. Sản phẩm bổ sung canxi phải có kèm thêm D3 và K2 thì mới phát huy được tác dụng
giúp canxi vận chuyển vào xương, giúp xương chắc khỏe, dài da tối đa. Mọi thắc mắc mẹ liên hệ theo hotline để nhận được tư vấn từ chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.